Chào các bạn, chào mừng các bạn trở lại nhóm review. Hôm nay nhóm review giới thiệu với các bạn công tắc chuyển động radar TCZ9900. Đây, như bạn thể thấy trên tay mình là công tắc chuyển động radar của chúng ta. Thì ở mặt trước này chúng ta sẽ có một cả miếng radar ở đây. Ở đây chúng ta có một con led báo trạng thái hoạt động. Đây chúng ta có một cả miếng ánh sáng. Mặt sau thì chúng ta có bốn cái rắc để kết nối. Thì chúng ta sẽ có hai rắc XF và L này, thì chúng ta sẽ kết nối nguồn 220V vào đây. Đây, như các bạn thể thấy thì module chúng ta sử dụng nguồn là 220V, tần số là 50Hz. Hai rắc bên này thì các bạn sẽ kết nối với tải. Đấy, thì tải chúng ta chủ yếu ở đây sẽ là sử dụng là bóng đèn. Thì các bạn thể xem sơ đồ đấu nối, các bạn sẽ đấu hai dây của bóng đèn đi vào đây. Đấy. Đấy, thì module của chúng ta thì được thiết kế là để gắn, các bạn thể dễ dàng gắn lên trần thạch cao. Đấy. Các bạn chỉ cần quét lỗ tròn lên thần này cao và nhét lên, sau đấy thì hai lò xo này nó sẽ tự đẩy module của các bạn lên. Đấy, rất là tiện lợi trong quá trình sử dụng. Đây, ngoài ra thì ở đây các bạn có thể cạy nắp này ra, thì ở đây chúng ta sẽ có nút chức năng như sau. Ở bên trái đây, ở đây các bạn sẽ có một công tắc đạt 3 vị trí ở đây. Thì công tắc này làm nhiệm vụ là điều chỉnh cái thời gian trễ của công tắc chuyển động này. Thì đây chúng ta có 3 mức thời gian trễ. Các bạn gạt về phía ngoài cùng bên tay trái thì sẽ là 3 giây. Đấy, thời gian trễ sẽ là 3 giây. Ở điểm giữa thì thời gian trễ sẽ là 45 giây. Và gạt sang ngoài cùng bên phải này thì sẽ là 4 phút. Đấy. Ở đây chúng ta có một biến trở xoay. Đây, biến trở đây. Thì các bạn xoay cái biến trở này để điều chỉnh cái độ nhạy, tức là cái khoảng cách phát hiện chuyển động của công tắc này. Đấy, thì bạn xoay công tắc này để điều chỉnh cái khoảng cách nó từ 1 đến 8 mét tùy thuộc vào cái nhu cầu sử dụng của bạn. Bên này thì chúng ta có một công tắc 3 vị trí nữa. Đấy, thì công tắc này sẽ sử dụng để điều chỉnh cái chế độ làm việc của công tắc chuyển động này. Thì đây chúng ta sẽ có 3 nấc, các bạn thấy ở đây có một cái biểu tượng mặt trăng này. Đấy, thì tương ứng với lại cái mức ngoài cùng ở bên trái này, thì ở đây module chúng ta có sử dụng một con cảm biến ánh sáng ở đây, thì nó sẽ đo được cái cường độ sáng ở môi trường mà nó được lắp đặt. Thì khi các bạn gạt về phía bên trái này, gạt hết về phía bên trái này, thì tương đương với việc là module sẽ chỉ hoạt động khi mà điều kiện cường độ sáng mà nó đo được nhỏ hơn 2 lắc. Tức là các bạn gạt về phía này thì khi nào phải trời tối, đấy, cường độ sáng nó nhỏ hơn 2 lắc thì module chúng ta mới hoạt động. Đấy. Tiếp theo thì ở giữa, đây, gạt về nó ở giữa. Ở giữa này thì cái cường độ sáng của chúng ta sẽ là 25 lắc, tức là khi mà cường độ sáng của môi trường nhỏ hơn 25 lắc thì module chúng ta mới hoạt động. Đấy. Còn các bạn gạt về phía bên tay phải này, gạt hết về bên tay phải này, thì cái cường độ sáng chúng ta sẽ là 2000 lắc, tức là lúc đấy thì module chúng ta sẽ chạy cả ngày lẫn đêm. Về cái khoảng cách hoạt động của module này thì các bạn thấy là đây chúng ta có từ 1 đến 8 mét rồi. Góc quét nó sẽ tỏa tròn 360 độ. Công suất max của module này, tức là công suất cấp cho tải này, thì là max là 500W. Đấy, các bạn nên dùng khoảng 2/3 công suất để đảm bảo tuổi thọ của các tiết điểm nóng cắt ở bên trong. Công suất khi mà không cấp điện cho tải, tức là công suất ở chế độ chờ của module này là 0.9W. Công tắc cảm biến chuyển động radar TCZ9900 này thì rất phù hợp cho những cái khu chung cư. Phần lớn chung cư chúng ta thì có trần thạch cao, thì các bạn có thể dễ dàng lắp cái module này lên mà không phải khoan đục gì nhiều. Thạch cao thì chúng ta có thể cắt rất là dễ dàng. Và sau khi lắp lên thì module chúng ta sẽ chờm hết cái vết cắt thạch cao của chúng ta, đảm bảo tính thẩm mỹ cho công trình. Trên đây là video giới thiệu về công tắc chuyển động radar TCZ9900 của nhóm review. Cảm ơn sự chú ý theo dõi của các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.